À, xin chào các bạn đã trở lại kênh Dược liệu tự nhiên của mình ha. Thì mình làm cái kênh Dược liệu tự nhiên này nè các bạn. Mình muốn chia sẻ cho các bạn biết rộng rãi hơn về những cái cây thuốc nó mọc ở xung quanh mình, nó có rất là nhiều. Và những cái bài thuốc mà dân gian sử dụng rất là thông dụng và cũng được sử dụng rất là rộng rãi ở trong Đông y, nó rất hiệu quả và lành tính các bạn. Bởi vì vậy mình muốn chia sẻ cho các bạn biết, để các bạn khi cần các bạn biết sử dụng các bạn. Thì cái bài thuốc mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay là cái bài thuốc chữa ho ra máu và tiểu ra máu từ cây sò huyết, còn gọi là cây lễ bạn nha các bạn ha. Thì cái tình trạng mà mình bị ho và khạc ra máu là một cái biểu hiện khi mà mình gặp vấn đề về sức khỏe nha các bạn. Nếu mà cái tình trạng cứ ho và khạc ra máu này kéo dài là nó là một trong những cái bệnh của amidan như viêm phổi, viêm phế quản, lao phổi nha các bạn. Đó là một trong biểu hiện của những bệnh đó đó các bạn. Và mình tiểu ra máu thì nó là dấu hiệu của bệnh thận đó các bạn. Và mọi người thì không nên cái chủ quan những cái biểu hiện này nha các bạn. Tại vì là nó rất là quan trọng các bạn. Nếu mà mình không chữa kịp thời á, thì để mà kéo dài á, thì nó sẽ gây ra những cái dấu hiệu rất là nghiêm trọng. Thì cái bài thuốc của cái dân gian họ sử dụng và lưu truyền cho đến ngày hôm nay, thì cái cây sò huyết mà mình chia sẻ cho các bạn, thì cái cây sò huyết này nó rất là dễ tìm kiếm. Và các bạn có thể nhìn thấy là khi các bạn đi công viên hoặc là đường phố thì được trồng rất là nhiều. Tại vì cái màu sắc của nó rất là đẹp. Và có những gia đình đó các bạn, họ cũng trồng để làm cảnh, họ trồng thành những cái khóm nó rất là đẹp các bạn. Tại vì cái màu sắc của nó là màu tím tía, nó rất là đẹp nha các bạn ha. Nhưng mà ít có ai biết cái công dụng của cái cây sò huyết hết các bạn. Thì bây giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn và các bạn cùng tìm hiểu với mình ha các bạn ha. Thì cái cây sò huyết này là một cái cây thân thảo nha các bạn. Cái thân của nó rất là mềm và nó sống rất là lâu năm. Và cái cây nó cao tầm từ 30 đến 45cm thôi các bạn. Và nó không có nhánh nha các bạn ha. Và cái lá của cái cây sò huyết này nè các bạn, nó rất là dài nha các bạn. Nó dài từ 18 đến 28cm đó các bạn. Và nó rộng tầm 3 đến 5cm. Và lá nó không có cuốn ha các bạn ha. Và cái bẹ của nó rất là rộng nha các bạn. Mặt trên lá thì nó có màu xanh lục. Và mặt dưới thì nó có màu tím tía ha các bạn. Thì cái cây sò huyết này nó có hoa nha các bạn. Cái hoa của nó rất là đẹp các bạn. Hoa thì nó nở vào mùa hè. Cho nên là bây giờ nó không có hoa. Mình không có quay cho các bạn xem được. Nhưng mà hoa của nó là màu trắng nha các bạn ha. Và nó có ba cánh các bạn. Và nó có 6 cái nhị nha các bạn ha. Thì quả thì nó có hình nang các bạn. Quả thì nó rất là nhỏ các bạn. Nó tầm 3 đến 4mm thôi. Và cái quả của nó chứa có một hạt. Và cái hạt của nó rất là cứng nha các bạn. Và nó có những cái gốc rất là nhọn các bạn. Thì cái cây sò huyết này nè các bạn, thì cái bộ phận mà dùng làm thuốc á, là cái hoa và cái lá nha các bạn. Cái hoa thì các bạn cũng có thể dùng tươi, và lá thì cũng dùng tươi nha các bạn. Còn các bạn muốn dùng khô á, thì các bạn hái cái hoa, các bạn phơi khô, các bạn bảo quản tránh ẩm để dành mình dùng các bạn. Thì cái cách dùng của cái cây sò huyết này nè các bạn, thì cái công dụng thì nó là chữa ho ra máu và mình tiểu ra máu các bạn. Còn cái cách dùng thì các bạn dùng để trị ho ra máu thì các bạn dùng cái hoa này nè các bạn. Các bạn dùng tầm 15g, các bạn rửa thật là sạch, rồi các bạn giã nát, các bạn lọc, các bạn lấy nước cốt, các bạn hòa thêm một ít nước ấm và các bạn uống trong ngày. Thì các bạn dùng liên tục trong một tuần. Thì các bạn thấy cái bệnh ho của mình, cái bệnh viêm phế quản cấp nó sẽ hiệu quả rất là rõ luôn các bạn. Và cái lá thì các bạn dùng tươi, các bạn hái tầm 3 lá, các bạn rửa sạch, rồi các bạn thêm một ít cái quả tắc á các bạn. Và các bạn cho vào nồi, các bạn cho thêm một ít đường phèn, các bạn đem chưng cách thủy nha các bạn ha. Các bạn chưng trong vòng 15 phút, các bạn để nguội và các bạn uống. Các bạn chia nhỏ ra, các bạn uống 2 đến 3 lần trong một ngày nha các bạn ha. Và thì các bạn uống như vậy liên tục trong vòng 10 ngày thì cái việc mà ho và chữa viêm phế quản cấp và mãn tính nó rất là hiệu quả ha các bạn. Những bạn nào mà bị tiểu ra máu á, thì các bạn dùng cái lá sò huyết
hạt bông xào huyết, các bạn kết hợp với cái rễ chanh hoặc là rau diếp cá ha các bạn. Các bạn với sắc với 700ml nước, các bạn sắc còn 200ml nước, các bạn uống hàng ngày, các bạn chia ra làm 2 lần uống, các bạn dùng liên tục trong vòng 10 ngày như vậy thì cái việc mình tiểu ra máu nó sẽ khỏi hẳn ha các bạn ha. Thì những cái bài thuốc mà dân gian lưu truyền họ sử dụng á thì nó rất là hiệu quả các bạn, và được lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Thì mình chia sẻ cái công dụng của cái cây sò huyết này cho các bạn biết, để mà khi cần thì các bạn biết cách sử dụng các bạn. Tại vì thuốc nam thì nó rất là lành tính nha các bạn ha. Thì nó được sử dụng rất là hiệu quả ở trong đông y. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn biết rộng rãi hơn. Các bạn xem video của mình, các bạn nhớ đăng ký kênh theo dõi ha các bạn, để mình cùng nâng cao sức khỏe nha các bạn ha.